Quý vị khán giả, chúng ta không được hút thuốc lá. Rất mong quý vị và các bạn phối hợp để cho tiết mục biểu diễn này thành công tốt đẹp. Tắt hết đèn, chuẩn bị cho tiết mục. Đó, bên này vẫn còn đèn. Xin hỏi các kỹ thuật viên chúng ta đã sẵn sàng chưa? Quý vị khán giả đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng đếm từ 10 đến 1 nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Thì đội viên chúng tôi triển khai những kinh khí cầu để sẽ cùng biểu diễn các màn biểu diễn tiếp theo, đó là màn hoa đăng kinh khí cầu, một tiết mục rất đặc biệt trong đêm nay. Chúng ta hãy dành cho các kỹ thuật viên một khoảng thời gian để chuẩn bị.